ta mất đi trí nhớ, tại trong một đêm cùng hiện thực ác ma ký kết khế ước, trở thành chai san nhân bên trong hay aka aki. Nhưng mà đây không phải là cái gì tục tiểu sản văn tiểu thuyết, ta mới tới thời điểm, không có thần cấp đạo cụ, không có bệnh kiều nữ thần, mà ngay cả có được hệ thống cái gì, cũng thành hy vọng xa vời. Bay ở ta trước mặt, ngoại trừ bản địa ác ma, còn có đến từ vũ trụ khác, muốn đem ta diệt trừ người. Và với những trận chiến liên tục, sự thật về sự sống và cái chết của tất cả các vũ trụ song song nổi lên từng cái một. Hiện tại ta còn không thể buông xuống trách nhiệm, trên thế giới này còn có rất nhiều không biết địch nhân, vì ta, vì mọi người, vì thế giới này tương lai, ta quyết không thể dừng lại ở đây. Chương 1 Tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ còn lại linh hồn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 vừa lên tới chính là trời sập bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Không dối gạt được. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Ta siêu dũng được không? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Người mới điện lần. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6. Lớn e, không có tránh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7. Trước khi ăn cơm không cần ăn quá nhiều đồ ăn vặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 quên được ký ức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 9 Thi hành nhiệm vụ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Đột nhiên tập kích Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.